chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày hôm sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vắn néo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, và tôi vẫn còn nhớ 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 phút giây ban đầu. Ngày ngùng bước chân buồn, em đã xa ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời mưa. Sầu đông còn đến bao giờ? Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời tôi gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo cứ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ giây ban đầu. Ngày ngùng bước chân buồn, anh đã xa ngang rồi, đành thôi nhớ mong cười theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Chiều nay gió đông về, gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời tôi gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ 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 phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, anh đã xa ngang rồi, đành thôi nhớ mong cười theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Thôi đỡ người ta dậy đi ông ơi. Trời ơi, tập yoga biết là dẻo dữ lắm rồi nhưng gãy đâu á. Phải lâu lắm mới có cơ hội này, phải hung cái nó cho ngồi dậy chứ. Cơ hung chưa? Rồi mới dậy chậm một nhịp rồi. Đứng bên đây có thấy đâu, thấy cái đầu bác không hà. Khổ ghê vậy đó. Người đẹp không nhìn mà nhìn trai đẹp không vậy? Mắc cười quá. Khán giả với ban giám khảo thấy là tôi mừng rồi, hiểu không? Rồi xin được cảm ơn vũ đoàn Chuông Gió rất là nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho họ được không ạ? Sầu đông rất là sôi động. Thế thì có làm sao động trái tim anh không ạ, anh Hoàng Nhật Nam? Dĩ nhiên là có sự sao động rồi. Vì với cái chất nhạc mà nó rộn ràng vậy, anh cũng rất là muốn nhún nhảy theo luôn. Và chị Hồng Vân ngồi bên cạnh, anh phải cản lắm không thôi, chỉ là chỉ lên cho nó nhảy luôn rồi đó. Không, như em giá như anh đừng cản để cho chị Vân được trẻ lại. Dạ. Yeah. Bình thường là Luân không có nhảy nhiều đúng không? Những năm trước đâu có thấy Luân nhảy đâu. Chỉ có là thiên về diễn xuất này, rồi đóng vai anh chàng lãng tử hoặc là đào hoa hoặc là lừa gạt gì đó thôi. Chứ không có nhảy tưng bừng như hôm nay. Thì anh rất là ghi nhận cái việc mà mình hóa thân thành một cái hình tượng khác. Tuy nhiên cho anh hỏi một câu á, là cái bộ đồ của em á,
là em chọn để phối cho hợp với Phương Trinh hay là nó có một dụng ý gì khác? Vì anh thấy không hợp với Phương Trinh đâu, với là cả bộ đoàn nữa. À, dạ, thật sự thì em hóa thân vào một cái anh chàng mà xa xứ về. Về xong rồi gặp lại những người bạn cũ, rồi chúng ta sẽ cùng vui, cùng hòa chung với nhau. Thì một cái phong cách của anh này khác, còn một cái phong cách của cổ thì khác. Nhưng mà một phần nữa là em cũng muốn thay đổi tính cách nhân vật một tí xíu. Không phải là mình sẽ một cặp với nhau là sẽ ăn mặc sẽ là một cặp với nhau, mà mình sẽ phá cách gì đó để có một cái sự đối trọng giữa hai nhân vật. Thì thật ra là không ai hiểu là em từ đâu tới, nhưng mà nhưng mà cái chất của bài này với tất cả những phần còn lại, kể cả Phương Trinh hôm nay trong cái bộ đầm này rất là đẹp, vũ đoàn mặc cũng rất đẹp luôn, thì gợi nhớ cho anh nghĩ tới cái hình ảnh của anh Nguyễn Hưng á. Giá như em không phải là mặc một bộ đồ mà bụi bặm như thế này, với thêm là cái áo nó hơi chật so với em, lại gài giữa nữa, nó càng ngắn nữa, cho nên thấy những cái bước nhảy của em á, cái áo nó không có được tung mà nó bị kẹp lại chính giữa nó chỗ bụng á, mà mở ra cho nó phóng khoáng nhẹ. Anh nghi chắc là bụng bự hay sao tém lại. Không đến nỗi, chắc là thua anh Minh Vi nên không sao. Ghê chắc nha cưng. Còn cái phần ca thì hôm nay nó bị có một vài cái vấn đề, đúng không? Gọi là một cái tai nạn lớn nhất, đó là anh tưởng là mấy em đang diễn, vì mấy em là siêu diễn kịch luôn mà. Quay sang đụng cái là rớt cái mic luôn, anh tưởng là sau đó là sẽ bắt đầu một cái đoạn thoại hay gì đó. Nhưng mà sau đó là các bạn bối rối, em mới biết, à không phải là mấy bạn đã cố ý đâu, mà cái này một tai nạn thật sự. Trinh ở đây chị khen rất nhiều, cái khả năng ứng biến của em xử lý quá là tuyệt vời. Chính xác. Quá tuyệt vời, cái micro đó của Luân phải không? Có nghĩa là lỗi này là không phải lỗi Trinh mà lỗi Luân. Đúng rồi. Em là người đi sau lưng là em phải nương cái người phía trước, người ta đang xoay lại làm sao người ta biết em là em đi phải tránh, cái đó là do em một phần thôi chứ không phải lỗi hoàn toàn ở em. Nhưng cái khả năng ứng biến của Trinh khủng khiếp. Đứa rớt cái micro lẽ là cúi xuống lụm không có dịch cái micro của em hát luôn. Chị quá nể em là em hát vẫn ngon lành. Nhưng khi em vào, lúc mà em vào trễ cái nhịp đó, chị vẫn thế hệ du di được. Tại vì có thể giống như một cách của người ta hát, người ta vào trễ một nửa, nhưng em bắt được chọn cái câu đấy, chứ em không bị rớt luôn, em hiểu không? Từ cái lỗi biến thành cái thuận lợi. Đó, nó là, giống như là một cái phá cách của em. Chứ cái đó là chị chấp nhận được, nếu trong nghề cái đó chấp nhận được. Và người ta lại nghĩ cái đó là một cái style lạ, em bỏ nửa nhịp em chồm vào, nhưng mà quan trọng là em đi đúng cái nhịp cuối của câu đó là ok, cái đó chị không bắt lỗi mà được đó, mà chị thấy là một cái hay. Cái khả năng ứng biến của Trinh quá giỏi. Thì sau đó cái kết của em á, là khi hát đôi hai đứa đó, thì em không có tự tin á, em nhìn Trinh á, hai đứa không có tập với nhau á, cho nên là khi mà em nhìn theo Trinh em hát á, cái câu của em đi cái câu kết á, có vẻ là nó hơi không có thoải mái, nó loạn choạng, nó không có chắc với nhau. Dạ, cảm ok, ơn cảm ơn hai đứa nhiều. Cảm ơn chị Tư. Chắc là tiếp lời luôn ạ. Xin mời chị Hồng Vân. Thôi thì những số sau cố gắng dành nhiều thời gian để một đường trầm nhẹ, đường đi nước bước hả chị? Để làm sao mà trọn vẹn nhất, để làm sao mà là đúng là cặp đôi vàng. Thực sự là cái bài này là Trinh cứu hết nguyên bài á. Công nhận không, công nhận không? Tôi có nói trật miếng nào không? Dạ đúng. Đúng không nè? Trinh hát cái bài này nó ngộ lắm, nó hơi có một chút nhựa nhựa, nó hơi một cái gì nó giống như gây nghiện á. Rất là hay và cũng quá đẹp. Đẹp quá. Quá là hấp dẫn và quyến rũ. Trong cái bài này, cái đó nói nghiêm túc. Thành ra là cho dù anh có bạo biện cho cái bộ đồ của anh đi chăng nữa thì anh cũng không thể hợp được với cái cô công chúa đứng kế bên anh nha anh Lương nha. Dạ. Dặn dò nhẹ nha. Cảm ơn chị Vân. Hôm nay mình rút kinh nghiệm thôi ha. Không sao anh ạ. Dạ anh Minh Vi, xin mời anh ạ, ý kiến cuối cùng ạ. Thực ra là anh Sáu Đồng Tháp này là anh bị xoắn. Sáu Đồng Tháp là anh xoắn. Là Trinh bị cuốn theo. Em làm cho Trinh xoắn theo quá, chứ không phải là lỗi của Trinh. Dạ chú xin lỗi con. Bây giờ xuống chú luôn rồi. Trời đất ơi, đẹp, lộng lẫy, hát hay, nhảy giỏi, ứng biến tốt. Vậy đó, siêu lòng với ông này. Ây ta. Thế mới nói là mình sẽ có một cái sự hỗ trợ và tương quan lẫn nhau, đúng không ạ? Từ đó tạo ra cái sự hấp dẫn của các bạn. Và đây chính là cặp đôi Minh Luân và Phương Trinh Charlie. Tôi là Minh Luân. Tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Đồng Tháp.
Còn tôi là Phương Trinh. Tôi là một người con của đất An Giang. An Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh khác nhau, nhưng chúng tôi đã ở gần bên nhau, chỉ cách nhau bởi bến phà Dòng Cống. Hàng ngày chúng tôi còn đi học bên nhau, thậm chí là hồi còn đi học chúng tôi còn có tình cảm với nhau nữa đó. Nhưng rồi khi lên tới cấp 3, vào một buổi chiều cuối thu, chúng tôi phải nói lời chia tay, bởi vì hai người đi hai hướng khác nhau về con đường công danh sự nghiệp. Tôi dòng đời đưa đẩy lại đi theo nghề, trở thành nghệ sĩ. Còn tôi thì gia đình lại muốn tôi theo kinh doanh. Mấy chục năm sau đó, cũng vào một chiều cuối thu, chúng tôi lại vô tình gặp nhau ở một phương trời xa lạ. Trắng bay lá vàng vừa thân quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá? Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vào hoa cúc chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và của mùa thu cũ, chỉ còn anh và em. Tình ta như hàng cây đa yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đà yên ngày tháng lũ. Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi chỉ. Còn anh và em cùng tình yêu ở lại, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Trời mây trắng bay lá vàng vừa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá? Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vào hoa cúc chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và mùa thu cũ, chỉ còn anh và em. Tình ta như hàng cây đa yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đà yên ngày tháng lũ. Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi chỉ. Còn anh và em
còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu. Nãy giờ con có tới cái nơi hẹn hò của hai ông bà. Con có thấy gì không con? Dạ con thấy hai ông bà xém hôn. Chưa kịp hôn là con ra rồi. Vậy giả bộ như con không có ở đây. Làm tiếp đi ông bà. Dạ. Hôn nhẹ nha bà ơi. Trời ơi, không còn sức nữa. Không còn sức nữa. Có những việc lúc trẻ ông làm, giờ già làm không nổi ông ơi. Một tràng pháo tay cho ông Minh Luân và bà Phương Trinh. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ nhưng mà chia sẻ với ban giám khảo, với tất cả quý vị khán giả là cái thời còn trẻ của hai ông bà đó, thì đây là một diễn viên rất là được yêu mến rồi. Và đặc biệt hơn hết là ông Minh Luân cũng có tham gia một cái show, một cái game show là chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng mùa thứ hai, cũng được á quân. Dạ còn bà Phương Trinh thì cũng thi một cuộc thi là Hãy Nghe Tôi Hát, được quán quân năm 2017. Vâng ạ. Và với sự hiện diện ngày hôm nay, không biết là ban giám khảo có chia sẻ gì không ạ? Chào hai ông bà. Tới từng tuổi này mình được đẹp như hai ông bà thì cũng mong lắm. Đó. Già mà đẹp lão, sang trọng quá không chịu nổi. Bà U60 hả bà? Dạ. Hay là 70? Dạ 60 mà nhờ bà tập yoga. Ai vậy hả? chị? Không hề. Đây không phải là 60. 60 nè. Đó. Chị Vân mới có bốn mấy. Vậy? Chị mới có bốn mấy à? Bốn mấy à? Bốn tươi mấy lắm. Mấy cái phọt đâu có như vậy. Chị nên nhờ bà U60 dạy yoga là mỏng vậy luôn. U60 mà mặc cái áo dài muốn xỉu. Muốn xỉu luôn vậy đó. Nhìn cái eo muốn xỉu luôn kìa. Chấp chóa quá hả? Hẹn lại người cũ nên là phải diện lên chút vậy hả? Chị thích Trinh gì biết không? Chị thích cái sự chịu chơi của em lắm. Khi em đã vào cuộc chơi em rất là nghiêm túc. Chị thích ở cái cá tính đó của em. Và chị hy vọng là chị sẽ thấy được nhiều hơn trong cái cuộc thi này. Còn Luân thì thôi, lúc mà ảnh thi cái mùa 2 đó thì mình hát thì nó chưa có được ngon. Nhưng mà bây giờ là thôi mượt mà lắm. Trong bài hát này khen Luân nhiều. Luân hát bài này tốt. Mà Ly không nghĩ tại sao Luân với lại Trinh lại chọn cái ca khúc này để thi. Thật sự là ít khi nào thấy mà các cuộc thi mà chọn ca khúc này lắm. Bởi vì em thích chọn những ca khúc mà người khác chưa chọn. Dạ. Em chọn nghe ca khúc của chị Tư nên dạ. Dạo lên cái đấy ông làm phải không? Cái nhạc của tôi luôn chứ. Dạ. Thật sự là cái bài này bản thân chị cũng rất là thích. Tuy rằng nó là nhạc của bây giờ nhưng mà cái tình ở trong cái bài nhạc đó nó rất là mướt và cái lời nó rất là hay. Em hát là nó cảm xúc rất là nhiều. Dạ. Và cũng trước đó thì trước khi mà em theo đuổi cái dòng nhạc này cũng như là theo con đường ca hát thì ngày xưa là em là một cái fan hâm mộ rất là nhiều của chị Cẩm Ly với lại anh Quốc Đại, cho nên là tất cả những ca khúc nào mà của anh Quốc Đại cũng như là của chị Tư Cẩm Ly là em đều thuộc hết. Nhưng mà nó nghe nè, sự chia sẻ của em chị ghi nhận nhưng không được một điểm cộng nhé. Dạ em biết mà. Chị Hồng Vân ơi, chị đang viết cái gì nhiều dữ? Viết về cảm xúc thôi. Ở cái bài hát này á, thực sự là những cái ca khúc của chú Phan Huỳnh Điểu á rất là tình á. Khi mà các bạn chọn cái bài này á, thì các bạn đã là một điểm cộng rồi. Bởi vì cái ca khúc này, cái dòng nhạc này, đặc biệt là ca khúc của chú Phan Huỳnh Điểu á, nó ngộ lắm. Nó, tức là nó cứ rót vào tai người ta, sau đó là nó đi vào trái tim người ta. Nó cứ thấm đượm vậy đó. Thực sự thì không phải ngồi với Cẩm Ly mà nói về Cẩm Ly, nhưng mà Cẩm Ly ca những cái ca khúc như thế này hay khủng khiếp luôn. Khi mà nhìn lên sân khấu nó là một cái bức tranh, phải nói là tuyệt vời luôn. Có thể là các bạn trẻ, không biết các bạn có thích hay không, nhưng mà lứa tuổi như tụi tôi á, tôi cảm thấy là khi mà nghe cái bài này xong, nhìn các bạn diễn xong thấy rất là yêu đời và vẫn còn tin là vẫn còn có tình yêu trên cuộc đời này. Đó là cái cảm xúc các bạn mang lại rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Vâng ạ.
lần sau bớt gặp nhau vào mùa thu nha, lá rụng quá. Phương Trinh, Charlie. Dạ xin mời ý kiến của ban giám khảo. Chắc là mời giám khảo Cẩm Ly trước đi ạ. Mời chị. Tuần này là chị thực sự là cảm thấy hài lòng. Thứ nhất là hai đứa đẹp đôi quá, chị cũng nổi luôn. Tụi em diễn trong cái bài này cũng rất là tốt. Luân hát bài này rất là ngọt, mượt lắm. Và nó có cái tình ở trong câu hát của em. Những cái nhấn, những cái điểm thả rất là tốt. Trinh á, trong bài này có lẽ là nhiều khi nó sẽ không bén trong cái giọng của em hát, nhưng mà cái độ mượt mà ngọt ngào của độ tình em vẫn thả vào đấy, em rất là làm tròn trọn vẹn. Và hôm nay
tụi em thật sự là có cái sự tiến bộ so với 2 tuần trước. Chị hy vọng rằng với cái đà này mình tự tin lên. Mình đã mang tiếng chơi nhưng mà phải chơi một cách nghiêm túc. Thì tụi em cố gắng thì chị nghĩ là sẽ không có phụ lòng mình đâu. Ha, ok, cố gắng nha. Okay. Cảm ơn chị Cẩm Ly nhiều lắm. Xin được cảm ơn chị Cẩm Ly. Còn chị Hồng Vân thì sao ạ? Xin mời chị. Đúng là cái cảm nhận của tôi á, là nhạc bolero không phải là sở trường của Trinh. Tuy nhiên á, khi mà Trinh hát á, có những cái đoạn, có những cái nốt mà Trinh lên rất là ngọt. Nếu mà Trinh luyện được cái luyến nó ngọt á, nó đừng có bị hút đi cái hơi á, thì sẽ rất là hay. Tại giọng của Trinh ấm, nó ấm nhưng mà nó lại ngọt mà nó lại có cái độ vang nữa. Số sau các bạn gọi là hợp tác lại với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa thì tôi nghĩ là các bạn sẽ tạo nên những cái điều rất là bất ngờ. Và mọi người cũng phải chú ý một chút là vì Luân là diễn viên Minh Luân chứ không phải ca sĩ, thành ra là khi mà ban giám khảo chấm cũng phải lưu ý một chút đến cái điều này. Nếu như bạn là ca sĩ, bạn hát, có thể mình phải đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng mà vì bạn là diễn viên cho nên á, riêng với Luân là tôi chấm vào cái chi tiết diễn xuất của bạn. Tại vì nếu mà bạn diễn không bằng những bạn kia thì là không chấp nhận. Đó là cái tiêu chí để tôi chấm cho cái cặp này. Dạ, cảm ơn cô. Cái khuyết điểm rất là lớn đó nên là con sẽ cố gắng để cho nó mượt hơn ạ. Còn anh Minh Vy thì sao ạ? Xin mời anh. Trên em hát bolero bao lâu rồi? Em mới tập bolero là từ lúc em với anh Minh Luân bắt đầu đồng ý tham gia cuộc thi này. Cái bài hồi nãy á, em chỉ bị trao, dùng từ là trao chút xíu ở phần đầu, nhưng từ gian tấu trở đi em hát rất tình cảm. Sẵn chị em hỏi luôn nha, bây giờ giới thiệu là diễn viên hay giới thiệu là ca sĩ? Dạ diễn viên ca sĩ. Tại em cũng ham hố đó. Chị ham hố. Rồi giả bộ nói MC giới thiệu diễn viên trước nha, rồi sau đó mình đính kèm tí ca sĩ. Rồi, anh nói vậy thôi để chúc mừng hai bạn. Và anh khẳng định là Trinh có tiến bộ trong bolero. Và nếu em đi theo con đường này, anh nghĩ vẫn được để có động lực để em tiếp tục. Dạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Em xin cảm ơn ban giám khảo. Rồi. Xin được cảm ơn ban giám khảo đã dành những lời khen dành cho cặp đôi này. Diễn viên ca sĩ Minh Luân cùng với ca sĩ Phương Trinh Charlie. Chúc mừng hai bạn. Alo. Dạ, em nghe nè cháu. Hôm nay ở công ty xong việc sớm nên anh tính về nấu mấy món ngon rồi hai vợ chồng mình ăn cơm. Ủa, chồng ơi, anh quên hả? Hôm bữa em nói với anh là bữa nay em hẹn với mấy bà bạn, em có công việc đó. Anh chịu khó ăn cơm mình giùm em nha. À, chắc do công việc anh nhiều quá nên anh quên. Thôi, em cứ đi sớm rồi về. Anh ở nhà anh đợi em nhé. Thôi anh khỏi đợi nha, tại vì em cũng không biết mấy giờ em mới về đó. Có gì em về sau chồng cứ ăn trước nha. Dạ, vậy thôi nha chồng ha. Alo. Anh không ở nhà ăn cơm với em hả? Anh không có ở nhà được. Bây giờ anh phải ra gặp mấy người bạn để bạn công việc sắp tới nữa. Lần nào cũng vậy là cơm nước dọn hết rồi mà anh không chịu ăn với em. Em thấy đó, ngày nào cũng ăn mấy cái món đạm bạc, giờ sao anh ăn nổi? Thì em nấu mấy món anh thích mà. Mà với lại mấy lần trước á, anh ăn anh cũng đâu có nói gì đâu. Mà bây giờ là anh lại nói vậy với em. Anh ăn thì không sao. Em nhìn lên em đi, suốt ngày ăn rau luộc, nhìn gầy mòn vậy nè, anh xót lắm biết không. Mình đã nói với nhau á, là bây giờ còn khó khăn, mình cố gắng á, để cuối năm làm đám cưới mà. Anh quên rồi hả? Chính vì bây giờ anh mới đi làm nè. Anh đi làm thật nhiều để kiếm tiền. Thôi bây giờ anh phải đi rồi, ở nhà ăn cơm đi nha, đừng có đợi anh, nghe không? Anh à, tranh thủ về với em nha. Ừ, anh đi nha. Dạ. Hi, hi cái gì mà hi, làm gì mà giờ này mới tới vậy? Ủa, thì bây giờ em cũng phải cho anh thời gian, anh ăn xong cái bữa cơm đạm bạc ở nhà. Trời đất ơi, đợi lâu muốn chết luôn vậy đó. Thôi anh, thiệt á, lần sau nữa là chết với tôi nha. Biết rồi. Ráng đi, tháng sau tôi tăng lương cho. Thiệt à? Ừ. Thức tròn đêm nay, thương
nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này anh có đến bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bông mùa thơm, tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lạnh nhưng lại tim, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi ước mơ trong cuộc đời ơi đàn bà ơi. Anh ơi, lòng em thì rất chân thành, ước nguyện cho đời yêu anh, chứ đừng giận hờn anh nhé. Anh ơi, đừng bao giờ nói chia ly, sẽ làm tội nghiệp em lắm, đã thương nhau chưa phụ tình nhau. Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là ngọc ngà trắng sao, ôi đàn bà con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay, ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc trước đây. Thức tròn đêm nay để nhớ thương anh, sương rơi lạnh cấm cảnh vật im cánh, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thương trắng đêm nay. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, ơi đàn bà ơi. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình có vẻ như là tuần trước thì hóm hỉnh tí xíu, duyên dáng chọc phá nhau, mà tuần này thì có vẻ như là hơi nội tâm ở bên trong với hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào, chắc là mời chị Hồng Vân trước ha. Tuần này có vẻ là dàn dựng về mặt diễn xuất nhiều hơn. Nói nghe nè, lần này á hai bạn mashup hai cái bài này vô á, nó đưa ra được cái sở trường của cả nam cả nữ. Cái giọng nữ ở cái bài này á, thì nó khi bạn hát á, thì bạn lồng luôn cái nội tâm của bạn vô. Nó rất là đau xót, chua xót cho một cái sự thật mà bạn bắt gặp. Thì tôi thấy cái điều đó ở trong cái giọng hát của bạn. Còn với bạn nam thì cái thế mạnh của bạn là cái âm vực của bạn nó rất là khỏe luôn, mà nó rộng khủng khiếp luôn á. Đó, thì với cái bài kia thì bạn có thể phô bày được tất cả những cái điểm mạnh của bạn. Tuy nhiên nếu bạn thêm được cái mềm á, những cái mềm cần thiết á,
để mà cái người chồng đó đáng yêu hơn, đáng thương hơn, thì chắc có lẽ là bạn sẽ hạ gục được người nghe. À, cả đôi, bạn nữ là hoàn toàn bạn đã lấy được cái cảm xúc của người nghe rồi, nhưng bạn nam chỉ thiếu một chút xíu cái sự mềm thôi. Cái thứ ba nữa là về cái kết. Cái kết tại sao lại kết lửng? Cả hai đều vẫn u uất với một cái mối tình không đáng. Thì đó là ba cái điểm của cái ca khúc này. Còn tổng thể nhìn vô thì với cái tiết mục này tôi thích hơn là ở tuần trước. Tôi thích hơn ở tuần trước bởi vì cái chiều sâu nó có và cái cảm xúc đưa đến cho người xem, người nghe bằng cái thực lực giọng hát của các bạn. Đó là cái điều mà tiết mục này nó hơn tiết mục của tuần trước. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn chị Hồng Vân. Coi như là rút được kinh nghiệm đúng không ạ? Trong tuần rồi. Trước và tuần này lại có một cái cuộc lột xác. Đúng rồi. Để thuyết phục được ban giám khảo hơn. Thế thì bây giờ phải đến với sự chia sẻ của anh Minh Vi. Sự thắc mắc của chị Hồng Vân như vậy thì có hợp lý không ạ? Về đoạn kết, đúng lý ra là cái tay nhân chỉ cần để đó thôi, rồi Dũng chỉ cần để cái tay để lên dịnh cái tay một cái là người ta đã nhiều ca cảm xúc, ai muốn hiểu sao hiểu rồi, đúng không? Nhìn chung hai đứa chưa diễn kịch nặng bao giờ, nhưng mà mới chơi mà, hiểu không? Cũng phải có góp ý. Nhìn chung là đạt nha, chứ không phải đạt. Nếu mà thang điểm 5 điểm đầu á thì cũng được 6, hiểu không? Còn Vân hát là không có gì nha. Hôm nay là sở trường của mỗi đứa vẫn hát được, đúng không chị? Về hát đúng rồi, về hát là ok. Chị không nói về cái âm lượng là cái lớn cái nhỏ, mà chị đương nói về cái nhã chữ của em á. Đúng rồi, đúng giống rồi. Như cái ôi đàn bà, cái bài đó nó rất là nó là một cái sự hận của cái người đàn ông đối với phụ nữ. Bạn này bạn đang hát là chua xót một chút, là hát đẹp á chị, chứ không phải là hát đẹp, nhân vật đó, thì dùng tử là hát đẹp á, chứ không phải là hát nhân vật. Em hiểu anh nói không? Tức là cái chiều sâu trong em không có cái sự đau khổ, mà em chỉ hát là lơi lơi hời hời vậy đó, rồi cái cặp kính nó cũng phản cảm cho cái nhân vật này nha em. Em thì thường lên sân khấu thì lúc nào cũng em cũng có cái kính hết. Thôi đi, đó là ông ở trong cái đời sống của ông, ở trong công việc của ông, đây là một cái sân chơi hóa thân. Hôm bữa tuần trước ông nói tôi sẽ hóa thân thành nhân vật, ai về đâu cũng đem mắt kiêng lên luôn, là em nữa rồi đúng không? Rồi, thêm một cái rút kinh nghiệm nữa. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Thực ra là anh thích hai bạn, anh thích Minh Dũng ngồi trên cái chiếc ghế kia rồi chỉ có quay mặt vào trong một cái góc tối, rồi hướng về một cái vùng đèn nào đó để hát, cái phần hình ảnh nó rất là dễ thương. Đến khi em xuống thì đúng là khi mà em xuống thì cái cặp mắt kiến có phần làm phân tâm. Với lại thêm nữa là hình như trong cách hát của em cũng có phản phất chú Elvis Phương ở đâu đây, đúng không? Nghe cũng rất là mạnh, rất là quý ông. Tuy nhiên là em có hát lơi đó, cố ý hát lơi chứ không phải là hát theo nhịp, mà nó hát theo cái cảm xúc. Tuy nhiên thì cách hát lơi của em nếu như em thực sự là ngọt ngào và trơn tru hơn nữa thì sẽ không tạo cảm giác rằng là không biết là anh chàng này có đang bị sai nhịp hay lơi nhịp hay gì đó không, mà chỉ đó là hát theo cảm xúc đó. Thì anh mong muốn là mình chọn cái hướng hát thì mình phải làm cho thật ra luôn thì nó sẽ tốt hơn. Cái đó là cảm nhận của anh về em. Về phần của Thái Ngân thì từ đầu cho đến cuối thì cái phần hát rất là hay, phần diễn xuất rất là hay. Tuy nhiên là chỉ có một cái đầu tiên, lúc mà cái anh chàng người yêu của em rời nhà đi thì em chỉ nhìn thêm một chút xíu thôi, thì em phải trả cái ánh nhìn lại ở chỗ khác, bởi vì theo một không gian sân khấu cái ánh nhìn đó người ta nhìn rõ ràng là em đang nhìn hai người đang hẹn hò nhau, là em nhìn sai cái ánh nhìn rồi, mình nhìn xa xăm chồng mình đi. Mình thực ra về mặt ước lệ không gian vậy là ok không, nhưng thì mà đó, chỉ có là một nét quay mặt vào thôi, đúng hoặc là làm cái khác thì là sẽ khiến cho người ta không có nghĩ rằng là em đang bắt gặp, đang nhìn thấy là người tình nhân của mình đang gian díu với người khác. Thực ra nãy không gian sân khấu rất là đẹp, rất là đẹp, rất là hợp lý. Không, tức là chỉ một xíu chi tiết không, cho em thôi. Em chi tiết là cái bạn này chưa có đủ được cái là không có chút xíu kinh nghiệm nào đó, rồi là không biết, là không có xử lý được. Nhưng mà tốt vậy, nhiều rồi. Nếu vậy là phải dành lời khen rồi, vì tiến bộ hơn rất nhiều so với tuần trước, đúng không? Dạ, em xin cảm ơn ạ. Không em anh có buồn không? Sao rơi trên trời ai đêm cùng anh?
mong manh giây phút đầu tiên, lòng lanh đôi mắt lệ rơi, tạ từ ta xa cách nhau. Đường đời hôm nay chỉ có mình em, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay, ôm em cứ ngỡ làm mơ. Ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Hiền hồng uyên ương tươi thắm, đêm huy hoàng đau nhói tim anh. Người về phương xa xa lắm, nhưng ân tình này trả cho xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Hôm nay chỉ có mình em, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay, ôm em cứ ngỡ là mơ. Ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta xa, tình này trả cho em. Ngày về em có dấu mới, anh thẫn thờ khắc khoái niềm đau. Tình xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm. Và đó chính là Minh Dũng và Thái Ngân. Cảm ơn các bạn. Xin mời ban giám khảo. Đầu tiên xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Trong cái tiết mục của Minh Dũng với Thái Ngân này thì mọi người thấy một cái sân khấu rất là đơn giản nhưng mà sang trọng. Đúng là anh chỉ tập trung vào theo dõi hai em thôi. Trong những cái phần mà các em diễn xuất, những cái bước di chuyển sân khấu hoặc là cái cách mà mình gọi là mình chuyển tải cái nội dung bài hát á, thì anh thấy
không có một chút gì gọi là lợn cợn. Tất cả giống như là các em thực sự là đã trình diễn. Anh cũng tâm đắc cái đoạn cuối á, lúc mà chia tay rồi Thái Ngân lại ôm và tựa đầu vào, hai người cùng nhìn về một hướng, cảm thấy cái tình cảm rất là đông đầy. Thì anh nghĩ như vậy cũng là đủ cho một cái tiết mục Bolero trên sân khấu. Cái phần dàn dựng đôi khi nó sẽ nhường chỗ cho cảm xúc và cho cái giọng hát nhiều hơn nữa. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn anh ạ. Dạ, cho em xin nói tí xíu là thật ra thì trong cái đoạn cuối đó là cái ý tưởng của Ngân. Trước khi hai anh em chuẩn bị bước lên đây và thể hiện các ca khúc thì Ngân cũng có nói với em là thôi bây giờ cái đoạn cuối đó anh đi đi, anh hát xong rồi anh bỏ anh đi, giống như là em là người phụ bạc anh, em bỏ anh em đi theo một người khác em lấy chồng, thì anh đi đi rồi em sẽ chạy đến em ôm anh, em tựa vào vai anh, xem như là một cái lời xin lỗi sau cùng mà em dành cho anh. Và thật sự là cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn em rất là nhiều. Ngân nó nói thiệt lòng đó. Thật sự hai bạn này hát anh không có lo, vì anh biết các bạn này hát như thế nào. Nhưng mà anh lo là không biết tụi nó sẽ thêm cái gì. Tôi đợi hoài, tôi đợi tới gần cuối, may quá kỳ này sao tụi nó không thêm gì hết trơn vậy. Cuối cùng cũng thêm, cái này thêm, hợp lý. Dũng, thấy em hát chị thấy tội. Nhưng mà trong bài này chị thấy sự cố gắng của em cho nó mềm cái giọng mình lại để nó vào cái bài hát này. Chị thấy được cái sự cố gắng của em. Lúc đầu á thì nó chưa có đủ mượt. Tại vì khi em lên có một vài từ trong cái chỗ đập khúc mà xin trả cho em, chữ trả hoặc là chị nhớ tôi không, cái nốt đó nó cao mà nó lại luyến nữa. Cho nên là em bị đẩy cái hơi, nó bị mạnh ở chỗ đấy. Nhưng mà sau đó gian tấu trở lại, em đỡ hơn, em mượt hơn, em mềm và em biết control cái chỗ đó, nó rất là nhẹ nhàng đi. Chị nghĩ cái đó cũng phải có thời gian, tại vì bản chất cái giọng của em nó đã mạnh, nó đã lực như thế. Và em hát theo cái kiểu mà nó hào sảng, nó cường tráng quen rồi, cho nên là vào cái bài này nó bắt buộc nó phải mềm như vậy. Chị ghi nhận cái sự cố gắng của em. Còn nói về Ngân thì em hát quá mượt mà rồi, nhưng mà giọng của Ngân đã ngọt ngào, mềm mại, những cái luyến của em nó đã tròn trịa trong cái dòng nhạc này rồi. Khi mình hát đôi với nhau nó có một cái sự lệch nhau quá. Nếu như thế thì Ngân á, em cũng nương Dũng tí xíu, em đừng ém quá cho cái giọng mình, nó có đôi khi nó bị sắc quá, nó hơi bị bén, em đừng đẩy lên quá để cho nó đỡ cho Dũng. Tại vì bây giờ hai bạn cùng nương nhau để chúng ta giọng chúng ta nó hòa hợp với nhau ha. Trong bài này thì cái đoạn cuối á, cái ôm của em mà em làm không ra là người ta không có cái cảm. Chỉ cần trong cái giọng hát của em, hoặc là một cái ôm, một cái ánh mắt thôi, hoặc một cái tay của em đưa ra, tất cả nó đều có thông điệp hết. Nhưng mà quan trọng là em làm để người đối diện người ta nhìn được, ta không cần phải nói bằng lời. Cách ôm của em chị cảm nhận được và chị cảm thấy xúc động, nghẹn nghẹn tí xíu. Nó đơn giản thôi, nhưng mà có lẽ là trong cái biểu cảm, cái gương mặt của em lúc mà em tới, em ôm Dũng và em gục cái mặt lên, gương mặt em lúc đó thấy thương lắm luôn. Rất là tốt ở cái bài này. Cảm ơn hai đứa nhiều. Xin được cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. Chị Tư làm như mỗi lần mà giận anh Tư á, chắc cũng ôm ngược tường sau ôm tới đó. Ôm sao mà hết, ôm sao mà hết. Ủa? Kiểu như là em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời mà sao anh ơi, vòng eo bự quá không ôm nổi. Ủa ta nhiều tư thế chứ bộ, cứ phải ôm eo ha ta, đúng chị, không? Chị, không biết vòng eo ai bự nên lấy dây niền lại nè. Bộ quá vậy. Một tràng hỗ tay cho hai tụi em đi vào trong. Dạ, chúc mừng. Rất là nhiều. Sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu biết mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi? Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Joy.
hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ mai sau thì trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương đại dương mộng mê, tình là sông đôi sẽ đường mộng mây, và ta là chiếc thuyền trôi mộng mê. Cảm ơn vũ đoàn Gió Việt rất nhiều. Trời ơi, sức sống nó tràn về. Yeah. Ồ, gì mà hấp dẫn bốc lửa quá. Ngồi dưới mà anh muốn nhảy lắm luôn á, nhưng mà không ai cho anh nhảy vì nhảy là sợ anh gãy. Dạ. Yeah. Xin mời ban giám khảo cho em ý kiến một tí xíu về tiết mục này ạ. Dạ, xin mời anh Minh Vi trước ạ. Vũ, khi bắt đầu vào nhảy văn tấu, con nhảy sai nhịp. Chưa? Đúng không? Không ai thấy nhưng mà chú phát hiện. Thấy chứ. Cái phi thấy không? Yêu. Thấy, rồi. Thấy. Cái bạn áo đỏ bọn quay bọn liếc bằng cái liền. Chơ 0,5 điểm, suy ra 9 điểm rưỡi hết. Trời đất ơi, còn nói cái gì nữa, nãy giờ ông hù bọn em á. 9 điểm rưỡi là cao nhất, anh Vi tối nay là cho vậy thôi. Dạ. Yeah. Hôm nay hai đứa hát chịu cái cách hát phá cách này của tụi con. Chú nói nghiêm túc nha, là tụi con có cái biểu cảm của tụi con hợp với bài vừa đủ, hợp lý, 9,5 điểm. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Vi. Dạ, tiếp tục ạ, xin mời chị Tư. Hôm nay có một cái điểm cộng, đó là có một cái sự thay đổi so với hai cái vòng đầu, hoàn toàn là một hình ảnh khác. Đó là một điểm cộng, cô thích cái sự mà bứt phá, đột phá, nói chung là mới lạ. Ở đây thì cô không có trừ điểm cái chỗ mà con nhảy mà bị sai làm như vậy. Rất là hay cái tí xíu thôi rồi con lại hòa nhập. Nhưng con bị một cái biết gì không Vũ? Con vẫn còn chưa được thoải mái, con vẫn còn căng thẳng so với Như. Cho nên là khi đầu bước ra con nhảy rất là đều với Như luôn, nhưng gương mặt con không cười một xíu nào hết. Con giống như con đang tập trung cao độ, biết không? Con không cười, con ít cười lắm, rồi lâu lâu con mới cười. Cho mãi đến khi mà hết bài rồi, xả một cái giống như con thả lỏng, con mới cười tươi là tươi. Tập trung, đó tập trung. Là con bị căng thẳng, còn Như thì rất là thoải mái. Cho nên khi mà con được thoải mái, con không căng thẳng, con cười tươi, tươi trong gương mặt và cả cái hình thể con cũng thấy nó không bị gò bó. Lần đầu tiên cô cũng coi con nhảy nguyên một bài như vậy đó. Và hát á, thì tốt, nhưng tụi con bị một tí xíu. Bài này là tiết tấu nhanh, tụi con cẩn thận ở những vào những cái đầu tăng. Nó không được chắc cho lắm, cho nên nó chưa đã chỗ đó. Nó không có phải là trễ lắm, nhưng mà nó không chắc. Cái đó thì cẩn thận hơn. Nhưng mà cô vẫn ghi nhận cái sự thay đổi của tụi con trong cái tuần này. Cảm ơn hai đứa. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cảm ơn chị Tư ạ. À, xin mời chị Hồng Vân. Thì đó, thích đó, dễ thương đó. Cưng đó. Từ hai ả tố nữ, bây giờ không biết là hot girl hay là... Nói chung là dễ thương. Động tác của tụi con thì đồng đều đó, nhưng mà mỗi đứa có một cái vẻ hấp dẫn riêng. Ở đây thì chị hoàn toàn không có nhìn hai bé là bé nữa, mà thực sự là tụi con là những cô thiếu nữ. Như một kiểu, Vũ một kiểu. Cái kiểu của Vũ đầm thắm, mà rất thích cái lắc đầu của con á. Này gọi là gì vậy em? Lắc cổ á, là nhảy mà nhảy cái cổ á. À, ấy cái này em làm đó, được. Đó đó. Em làm nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó cực kỳ hấp dẫn ở cái cổ đó. Còn Như á thì là tại vì con cao cho nên con đã biết cái lợi thế của con. Có nghĩa là ở đây á, cô rất thích tụi con là tụi con đã biết khai thác cái thế mạnh của bản thân mình, và hoàn toàn tụi con thay đổi, tức là thay đổi mà bất ngờ luôn á. Thực sự bây giờ cô không còn thấy hai cái bà tố nữ kia luôn á. Cô thấy bây giờ cô không biết đặt tên cho hai đứa ở cái này như thế nào luôn. Cái đầm thì cũng dám mà nó là màu xanh lá cây là hai cây thông Noel đó. Nhưng mà mà rất là dễ thương luôn á. Chúc mừng hai con nha. Dạ, cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Hồng Vân rất nhiều. Và cuối cùng xin được mời giám khảo Hoa Nhật Nam ạ. Mấy giám khảo kia nói hết rồi. À? Nhưng mà anh vẫn còn ý nói. Đó. Cái điều mà anh cảm thấy thích trong tiết mục này, đó là dù nhảy rất nhiều, dù di chuyển, nhưng anh có để ý nghe để xem thử
cái độ ổn định của cái câu hát, cái cuộc hơi của tụi em có bị chông chênh hay không. Nhưng mà những cái câu hát mà bung ra đều rất rất là mạnh luôn và nghe rất đã tai. Phần nhìn cộng với là sự dàn bao của vũ đoàn, của các em nữa, thì cả phần nghe và phần nhìn đều rất thích. Đó là một cái điểm cộng rất lớn. Và cái sự lột xác của mấy em nữa, như các giám khảo khác đã nói, là không ai hình dung là hai cô này có thể dịu dàng trước đó, nhưng mà bây giờ có thể nhún nhảy. Lúc đầu ra nhảy là tất cả mọi người rất là bất ngờ luôn. Anh lại cũng phải cản chị Hồng Vân, chúng tôi chị Hồng Vân lại lên nhảy nữa rồi. Nhảy là mắc công gãy. Dạ. Anh hơi đôi khi cường điệu một chút xíu vậy chị. Tuy nhiên rút chị có một vậy. Chiếc lá cuối cùng thôi, đừng rút thôi, đừng cái chiếc lá. Đừng giận em nữa. Và trong những bài hát mà nó có những cái vũ đạo mà có những cái tổ hợp mình phải làm theo vũ đoàn và làm cùng nhau á, thì cái điều mà tiên quyết đó là phải thuộc, thì khi đó mới hình thành cho mình một cái sự tự tin. Chứ nếu không là sẽ xảy ra như trường hợp của Thiên Vũ, tức là mình cứ vừa nhảy mà mình phải vừa nhìn bạn của mình xem thử là có khớp hay không, thì lúc đó vừa nhìn bạn mà vừa nghĩ nhớ cái câu hát, nếu không là sẽ nhầm cái lời hát nữa, tức là mình rất là căng thẳng. Và như vậy thì cái phần mà gọi là giải phóng cũng như tạo cái sự thoải mái cho khán giả và chính bản thân mình hoặc là người bạn của mình đó, nó sẽ thiếu đi rất nhiều. Nhưng mà như vậy đã là một sự nỗ lực rất là lớn. Chúc mừng hai em với những cái sự tiến bộ này. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đây chính là cái điều tuyệt vời nhất đến từ các cặp đôi. Họ luôn luôn cho tất cả chúng ta những cái sự biến hóa hoàn toàn khác nhau theo từng tuần thi đấu. Và tuần này hai cô gái trẻ của tôi rất xinh đẹp và đầy tự tin. Một lần nữa một tràng hỗ tay cho Thiên Vũ và Quỳnh Như. Lắng nghe
anh, chắc một mình anh hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trong Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cảm ơn các bạn. Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của chị Tư Cẩm Ly như thế nào ạ? Xin mời chị. Nhân, sao hát bài Đừng Xem đêm nay giống như một cái cô gái mà gọi là nhiều tâm sự quá vậy con? Hát cái bài đó rất là sâu luôn. Hôm nay con hát bài này là tốt lắm luôn á. Nhưng mà cái bài này thật sự là lần đầu tiên cô nghe thì cô cảm giác là rất là khó vào. Nó không có cái đoạn chuyển nhiều để bắt qua những cái bài kia liên tục như thế. Mình phải rất là tập trung và mình phải thuộc bài thì mới vào được. Cái đó là hai đứa rất là tốt. Nói về xuất sắc thì nó không được, nhưng mà trọn vẹn bài hát thì ok. Xin được cảm ơn chị Tư Cẩm Ly rất nhiều. Còn là diễn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Anh thì chăm chú nhìn cô Nghĩa nhiều hơn, vì cô Nghĩa trong lúc đợi Thiện Nhân hát thì Nghĩa hay có những cái diễn xuất níu cái ánh nhìn của người khác. Anh vẫn mong là Thiện Nhân sẽ học thêm người chị của mình để mình có thể xử lý với những cái đạo cụ cảnh trí trên sân khấu. Những cái tiểu tiết đó rất nhỏ thôi, nhưng nó sẽ làm cho mình nữ tính hơn, nội tâm hơn, tâm trạng hơn với cái bài hát. Nhân ơi, cô nói Nhân nghe nè, con rất có duyên, con rất đẹp. Nếu như con chịu khó con cười thì con sẽ rất tươi và rất đẹp luôn. Mốt phải lựa cái bài nào tươi tươi mới cười được. Cái bài này không cười được. Không, nếu không cười thì mình sẽ biểu cảm một cái kiểu khác. Đừng xa em đêm nay, ví dụ vậy, không có cười. Nhưng mà đôi mắt nó xa xăm, đôi mắt nó muốn níu kéo, kéo cái người yêu của mình lại. Con hiểu không? Ví dụ là như vậy. Mình là nghệ sĩ, mình là ca sĩ, mình phải có cái độ nhạy cảm, cái thẩm thấu tất cả mọi thứ, và phải biết hóa thân. Tại vì cái hóa thân ở đây, con không có đóng kịch, con không đóng phim, nhưng mà con là một ca sĩ biểu cảm một cái ca khúc, thì con phải hóa thân vào cái ca khúc đó. Con phải cảm cái ca khúc đó thì con mới lôi được khán giả của con. Tại vì hiện giờ nha, cái màu của con nó vẫn là chưa có nhiều màu, vẫn khuôn mặt buồn bã đó. Giọng hát thì cô không bàn tới rồi nha, cô đương nói về cái biểu cảm thôi. Và cô rất muốn ở một cái tập nào đó con sẽ phải gợi cảm giống như Nghĩa. Con hát rồi mắt con phải liếc qua liếc lại một chút, rồi tay chân con cảm thấy rất là tự nhiên, thoải mái, không bị e dè nữa. Thì như vậy tụi con mới thành một cặp đôi vàng được. Nghĩa thì không bàn tới rồi, Nghĩa là rất là hay rồi. Bây giờ đang nói cái partner của Nghĩa để cho hai bạn đồng điệu với nhau nha. Con cười đi. Nó cười đẹp, thiệt là đẹp luôn vậy đó mà không chịu cười. Hợp đúng lý không nè? Hợp lý không? Hợp lý. Ok. Thế thì chú Minh Xu nghĩ rằng con chỉ cần học cái lớp giải phóng hình thể của cô Hồng Vân là con có thể học được tất cả mọi thứ này. Trời ơi, hứa với con luôn, con chỉ cần khoảng chừng một khóa ngắn trong dịp hè thôi, con sẽ khác ngay lập tức. Còn nếu như mà cô Vân mà có bận á, thì có nhiều show không, thì có lớp của chú Minh Xu, chú giải phóng hình thể làm rất là dịu dàng. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho hai cô gái rất là xinh đẹp của tôi. Chúc mừng các bạn.